Kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả quay thử sổ số Đài miền Bắc thứ ba ngày 3 tháng 11 năm 2020. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn. Các bạn xem video hãy ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Kết quả quay thử sổ số miền Bắc ngày 3 tháng 11. Giải nhất 36927. Giải nhì 41217. 25348. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn. Kết quả quay thử sổ số miền Bắc ngày 3 tháng 11. Giải 7 87 85 47 39. Và cuối cùng là giải đặc biệt 31440. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn và chọn cho mình những cặp số thật đẹp trong ngày hôm nay.